Xin chào, đây là Nấm Hương. Còn hôm nay mình sẽ không review phim và truyện Nhật, mà muốn giới thiệu với các bạn tiểu thuyết mới xuất bản của mình, Hướng Dương Ngày Hè. Thật ra mình không tự tin lắm, cho nên cũng không muốn cho mọi người biết mình là tác giả của cuốn sách này đâu. Nhưng mà các bạn khán giả hay xem kênh, xem like đã nghe mình đọc thử truyện, động viên mình nhiều, nên khi sách được ra mắt, mình mạnh dạn khoe với mọi người nè. Cô với anh quen nhau từ tấm bé, chia xa một đoạn thiếu thời, lại gặp gỡ ở tuổi hoa niên. Tiếp hai, một sự cố đáng tiếc đã tạo nên lớp hố sâu ngăn cách giữa hai người. 12 năm tuổi thanh xuân là mơ hồ dằn vặt, là oán giận và ân hận khôn nguôi. Anh luôn là phần tuổi thơ giữ mãi trong lòng, là trò rượt bắt khuấy lên những xúc cảm đã chết lặng trong cô. Cô luôn là đóa hướng dương mà một đời anh theo đuổi, là đoạn tình cảm ngọt ngào anh chẳng thể buông tay. Ngày hè năm đó, họ tình cờ gặp gỡ. Ngày hè năm khác, họ chính thức yêu nhau. Lại một mùa hè khác. Rinki Tori, người phụ trách cho phần minh họa của sách, toàn bộ ảnh bìa, cánh đồng hoa hướng dương, những trang minh họa trong sách và bút mát đều là do bạn vẽ. Khi vẽ thì bạn mới có 14 tuổi và bây giờ thì bạn vừa bước sang tuổi 15. Câu chuyện trong Hướng Dương Ngày Hè kể về Minh Tuệ, một nữ sinh hồn nhiên, bắt đầu từ năm 16 tuổi kéo dài cho đến khi hơn 28 tuổi, khoảng 12-13 năm. Minh Tuệ đã có khoảng thời gian học sinh vui vẻ, thanh xuân với những người bạn tốt, trong đó có hai anh em Thành Lâm và Thành Phong. Có một nhân vật trong truyện rất mê Nhật Bản là Quy Bu Ngầm, rất thích hoa hướng dương và có lời hứa sẽ dẫn Minh Tuệ đi giữa cánh đồng hoa hướng dương ở Nhật Bản. Và mùa hè là mùa hoa nở rực rỡ. Đó là ý nghĩa bề nổi của tựa truyện. Và những tầng ý nghĩa khác thì mình sẽ không tiết lộ, để các bạn tự đọc và tự khám phá nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần giới thiệu của mình. Bye, bicycle.